គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានអនុម័តទៅលើអនុស្សរណៈនៃការយកយល់គ្នាមួយស្តីពីពលករបរទេសមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡើងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ានេះពេលថ្មីៗនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសម្រេចចិត្តក្នុងការបន្តកិច្ចសន្យាការងារសម្រាប់ពលករចំណាកស្រុកជាង2ម៉ឺននាក់ដោយបានបន្ធូរបន្ថយអំពីការព្រួយបារម្ភកង្វះកម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកលោកពួយអារ៉ាមវឌ្ឍនៈនុនអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មថៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអភិវឌ្
cam thái hay cả thái STA cái nạn rộng mình trái thái bàn ảnh nụ mặt tên lợi ảnh nụ xa rãnh này cả dục dục này mũi bọn tên cách bọn bình đầy bì bộ lô bò rợt tế mọc bì bộ tế lê Myanmar, Campuchia, nâng Việt Nam các ảnh nụ mặt nếp ai tên lợi đầm nọ xa rãi mũi rồi bỏ cả nạn rộng mình trái cho bị thay tìm bàm khai cả cả đá xong bì bộ mập hay bí nâng mũi tiết cho thay tìm bàm bí khai công phé xong bì bộ mập hay bầy đó dương tâm nạn nông bịa rột hạ bị bà thay lục ảnh nụ chá ba nị dây thà các ảnh nụ vọt ní cư miêu bầm nông phong rừng xong tì sốc xe tật kịch các bần thêm ní ảnh nụ vọt trong phố bộ lực cô trong nạ sốc đại bàn tờ bộ tê thái krom âm ô dú tẹt tôn nâng ca nghe đại bàn cho hạ tì lệ khá đại rột hạ bị bà lục ảnh nụ chá ba nị dây thà các nạ rột mừng trái bàn phạp đồ cùng nợ rồi bọc luôn hai bàn ảnh nụ mặt lực ca bần to cạnh xa nha nìa bê ní khả nạ đại phiệp mân bà gọt bà chía nây ca bần ca rột hạ bị bà cầm phung cùng riêng cầm hát đó ca bần xa tục nơi chung lọc tuần nê đọc thổng mùi các nạ rột mừng trái bì môn bàn tràn trao xâm nà rồi bọc rô xuống xâm rạp ca bần dịp bê cạnh xa nha ní đòi bà rộm thà viên nâng bằng ca bần tục nây ca tù tù khô trớ đòi rột hạ bị bà thầy bà dùng tam ốc bạc nì dụ rột mừng trái lột vô xa nụ khuyên ngám bàn ơi đơn thà bà khám miên ca bần dịp bê cạnh xa nha ní tế bộ lô cô chung nạ sọc trơ trô lọc tập tế vĩnh hơi rôn chăm rô hốt đòi miên rột hạ bị bà thầy cho căn ẩm nát tớ bộ kê ai trở lọc mặc thơ ca nơi bộ tế thay bệnh bàn.